Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Hải Vũ. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Anh Dương ơi, em thấy 13 triệu có iPhone 11 128GB với Pixel 6. Anh Dương so sánh chi tiết hai máy này giúp em với ạ. Xem là máy nào đáng mua hơn, em cảm ơn anh nhiều. Đấy, thế thì mình có tham khảo tại website của Hoàng Hà Mobile. Thì iPhone 11 phiên bản bộ nhớ trong 128GB thì đang được bán với mức giá là khoảng trên dưới 13 triệu thật. Và nó cũng sẽ xem với cả mức giá của Google Pixel 6, cái điện thoại của mình cũng mới mở hộp kia đây mấy hôm. Thế thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu so sánh từng phần một giữa hai sản này nhé. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì rất là đáng tiếc, cả hai sản này đều không có củ sạc đi kèm. Thế tuy nhiên là cái Pixel 6 ấy thì nó lại có thêm một cái đầu chuyển OTG bên trong đó nữa. Đấy, thì mình thấy là có cái đầu OTG đấy thì nó cũng sẽ được đấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ bán cái đầu đi để đổi lấy củ sạc cũng được. Đại loại là về hộp phụ kiện thì Google Pixel 6 mặc dù không có củ sạc đi kèm nhưng nó vẫn đầy đủ hơn là iPhone 11. Nên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Pixel 6 nhé. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt của mình chỉ nói mắt của mình thôi, thì mình thấy là Pixel 6 nó sẽ có phần đẹp hơn. Thứ nhất là cái phần mặt lưng của nó, mình thấy là cái cách phối màu này, xong rồi cái tạo ra cái điểm nhấn cá tính thì Pixel 6 trông nó sẽ cá tính hơn. Cái phần mặt trước thì cái phần camera đục lỗ nó cũng sẽ chiếm dụng diện tích ít hơn so với cả cái phần tai thỏ to đùng của iPhone 11. Còn viền thì hai giỏ này viền dày tương đối là xem với nhau đấy. Thêm một điểm nữa đấy là Pixel 6 nếu mà chúng ta đặt xuống mặt bàn ấy, chúng ta ấn nó xuống thì nó sẽ không bị cập kênh, bởi vì cái phần camera mà nó lồi lên thì nó lồi đều cả mặt lưng luôn. Còn iPhone 11 thì nó lồi ở một góc nên thành ra là để xuống mặt bàn sẽ bị cập kênh. Đấy. Vậy nên là nói gì nói về phần thiết kế thì cá nhân mình thôi, mình sẽ lựa chọn Pixel 6. Thế không biết là ý kiến anh em sẽ lựa chọn sản nào, cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Và về kích thước thì Pixel 6 nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn một chút so với iPhone 11 thì nó sẽ to hơn đấy. Bởi vì màn hình của nó là 6.4 inch mà. Tiện thể nói về màn hình thì sao? Pixel 6 cũng sẽ có màn hình đẹp hơn là iPhone 11. Đấy, nó sẽ có màn hình, đầu tiên là kích thước lớn hơn cái đã, 6.4 inch, 6.1 inch. Thứ hai nữa đó là độ phân giải của nó cao hơn, nó là Full HD cộng 1080p chứ không phải là 828p giống như iPhone 11. Cái điểm nữa đấy là cái tấm nền của nó sẽ xịn sò hơn, tấm nền của nó là AMOLED chứ không phải là IPS. Tần số quét của nó cũng sẽ cao hơn, đấy là 90Hz thay vì là 60Hz. Đấy. Và tất nhiên rồi, với việc là cái màn hình AMOLED của nó có thì nó cũng sẽ có độ tương phản cao hơn, độ sáng tốt hơn so với cả iPhone 11. Nên là nói gì nói về phần màn hình và giải trí, cái thứ thì mình sẽ lựa chọn Google Pixel 6. Về phần hiệu năng, trên lý thuyết nhá, là cái con chip Google Tensor là nó phải ngang với Snapdragon 888, nhưng mà thực ra là nó không bằng. Đấy. Và nếu mà so với cả Apple A13 ấy, thì mình thấy là chính xác là về sự ổn định hơn sẽ là Apple A13 đấy. Kể cả bây giờ là Google họ cũng đã có những bản cập nhật phần mềm để tối ưu tốt cho cái Pixel 6, nhưng mà lúc mà mình trải nghiệm ấy thì mình thấy là đây vẫn là một con chip rất là mới. Còn về xếp hạng chip thì là chip Google Tensor được xếp hạng cao hơn Apple A13 đấy. Nó làm xếp hạng 10 trong số những cái con chip mạnh mẽ bây giờ. Còn Apple A13 thì nó sẽ hạng tầm khoảng 13. Thì về xếp hạng thì là Pixel 6 nó sẽ có xếp hạng con chip tốt hơn, nhưng mà về cơ bản là trải nghiệm của mình thì thấy nó cũng không có khác biệt mấy về con chip giữa hai sản này về phần hiệu năng đâu. Còn về bộ nhớ trong ấy thì thực ra là bộ nhớ trong tối thiểu của cái Pixel 6 nó là 128GB, nó sẽ thoải mái hơn so với bộ nhớ trong tối thiểu có 64GB của iPhone 11 thôi. Tuy nhiên là bạn đã lựa chọn cái tầm giá 13 triệu là bạn đã có thể mua được phiên bản 128GB của iPhone 11 rồi, nên là ở đây thì nó cũng sẽ không có cái sự chênh lệch về phần bộ nhớ trong nữa. Còn về camera thì mình đánh giá là Pixel 6 sẽ có camera nhỉnh hơn là iPhone 11 đấy. Về phần pin thì Pixel 6 cũng sẽ có viên pin nhỉnh hơn. Đấy, mặc dù thông số lớn hơn nhiều nhưng mà sử dụng thực tế nó nhỉnh hơn không đáng kể đâu. Sạc thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Loa ngoài là loa kép thì cả hai con đều có, nhưng mình nghe chất lượng hai con cũng tương đối là xem với nhau. Kháng nước kháng bụi thì cả hai con cũng đều có, đều là IP68 cả. Tất nhiên là mình nói luôn là mình cũng không mang xuống nước để test xem là con nào sẽ chết trước. Đấy, nên là chúng ta chỉ biết là hai con đều kháng nước tốt thôi, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà như những gì mình đã từng trải nghiệm thì iPhone có thể là sẽ được tối ưu tốt hơn đấy. Apple nó công bố là 2m trong vòng 30 phút, còn IP68 của các hãng khác là 1.5m trong vòng 30 phút. Thật ra là phải test thì mới biết được, nhưng mà đại loại là về thông số thì iPhone nó sẽ hơn ở cái điểm đấy.
Đấy, đáng lẽ là Apple là hoàn toàn có thể nói là IP69 hoặc là IP70 đấy, nhưng mà không, nó IP68 thôi. Thực ra là cái số đầu nó là kháng bụi, số sau là kháng nước phải. Về cập nhật lâu dài thì iPhone 11 được cập nhật lâu dài, thì Pixel 6 rõ ràng rồi cũng rất là cập nhật lâu dài. Cái này thì mình nghĩ là chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn. Về sim vật lý thì cả hai con chỉ có đều có một sim vật lý cả thôi. Đấy, còn gì nữa không nhỉ? Cũng thế thôi. Nếu mà để mình lựa chọn thì mình nghĩ là Pixel 6 nó sẽ có nhiều điểm nhìn hơn iPhone 11. Đặc biệt là về vấn đề giải trí, nó sẽ có cái màn hình ấy và cái phần camera. Đấy, đấy là hai cái điểm mà Pixel 6 nó sẽ có phần tốt hơn mà các bạn có thể cảm nhận được thấy rõ đấy. Còn chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 11 khi chúng ta cần một chiếc điện thoại có thương hiệu tốt hơn. Nó là một cái sự lựa chọn nó an toàn hơn, sửa chữa dễ dàng hơn và mua đi bán lại dễ dàng hơn. Đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 11 ở những cái điểm đấy. Thế còn theo các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn sự an toàn là iPhone 11 hay là các bạn muốn có một cái điện thoại nó mới mẻ một chút thì có thể lựa chọn Pixel 6, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.